hết rồi ba, hả? Ừ, ba nó chết trong nhà nó luôn á. Ừ. Bây giờ sáng công an xạo á nè. Đưa đi luôn rồi. Dạ hả? Nó bị tâm thần, nó bị khùng khùng á. Ừ, về đưa đi hết rồi. Ba nó chết giờ đưa đi hết rồi hả? Dạ. Trích ra 1 triệu đồng. Phần tiền ở đây để gửi cho một cái gia đình mà cha bị Covid, nhiễm Covid chết á. Bây giờ còn lại ba đứa con ở đó đó thì nhốt lại á. Em xin đại diện ở nhóm trích ra 1 triệu để gửi lại cho em, mấy em đó. Ở ngày hôm nay thì tiếp tục hơn 100 phần quà đến cho bà con thuộc quận 8 và huyện Bình Chánh. Ở hai xóm trọ mà tụi mình lựa chọn là những nơi mà từ đó đến giờ tụi mình cảm nhận rằng đây là một trong những nơi cùng khổ và cùng cực nhất. Trong đó có một hoàn cảnh, đó là người cha vừa mới dương tính mất, để lại một đứa con bị bệnh tâm thần. Và hôm nay thì hơn 100 phần quà ở chiếc xe ba gác lại một lần nữa chở những cái phần quà đó trong cái cảm giác khá là nặng nề. Quà của tụi mình bao gồm gạo, mắm muối và một số rau xanh, và trong đó thì đặc biệt là có gà. Cho nên là bà con khi mà nhận được phần quà tụi mình thì có thể chuẩn bị được một bữa cơm khá là tươm tất. Và ngày hôm nay thì phần quà này sẽ được chở đi khá là xa, cho nên là mọi người đã chuẩn bị từ rất sớm. Gà thì được để trong tủ đá và cũng như là trên cái hành trình trên chiếc xe ba gác này còn ướp thêm những cái viên đá lạnh nữa. Và bây giờ thì sẽ theo chân Phong và cùng với mọi người để cho mọi người xem được là cái món quà này được gửi đến bà con ở khu vực quận 8 và huyện Bình Chánh như thế nào nha. Ở sau một hồi thì địa chỉ đầu tiên tụi mình cũng đã đến rồi. Đây là thuộc phường 15 ở quận 8. Theo lời nhắc lời thì tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân. Nói chung là cái mạnh thường quân của hôm nay cho được cái món quà quý báu về tới cái khu phong tỏa hẻm số 7, 2020 ra đường Nguyễn Xu Cố, quận 5, quận 8 hôm nay đều rất là quý báu. Đây đó, phần quà của em bao nhiêu đây? Đó, một phần rồi đó. Có một phần rồi đó. Dạ, có một phần hết vậy. Mấy chị giãn cách đó giùm em nha. Từ từ nha. Một phần đó, giờ vô đi một phần. Bé hai đi, bé hai. Đó, bé hai đi chị. Bé hai đi cho ảnh đi. Đi cho ảnh đi. Rồi, rồi, rồi. Gì đây, lát con lấy. Để đưa quà đến tay bà con thì tụi mình phải mang đồ qua một cái hàng rào. Và hàng rào này thì được gia cố rất là chắc chắn. Cho... Đúng rồi, đúng. Còn cái hạ trên cái tướng đẹp thầy. Rồi hôm nay là có đu đủ. Có nhãn, có dưa leo, đường, bột ngọt, muối, gạo, có gà, có trứng. Dương ơi, chép chị hả Nhân? Mấy chị em chuyển vô, mấy chị chuyển vô đủ phần cho người ta đi giùm em nha. Cái chân cái này bể ra mà coi nhé, em ra giùm chị em nha chị. Để đưa em đi, nhiều khi nó cũng sơ sót. Điểm thứ nhất rồi, giờ tới điểm thứ hai nữa là ở đường Phạm Thế Hiển. Phần quà có 5kg gạo, một lốc trứng gà, 10 trứng cũng mạnh thường quân ủng hộ. Và trong đó có rau củ quả của anh em Bùi Hồ gửi lên, và gạo thì với nghe họ trứng hộp gà và gà tươi. Thì tất cả cô chú ủng hộ đó thì nhóm em cứ cho. Ngày nào mà có cô chú ủng hộ rau củ quả thì nhóm em cho. Còn không có thì tụi em xuất tiền ra mua cái phần tiền của cô chú ủng hộ đó. Cái
Mấy hết vậy đó chị, một phần à, cái một phần gì đó đứng giãn cách đó mấy chị. Có khi là người ta phát biểu người ta nhờ mình giãn cách rồi đó mấy chị, mấy chị giãn cách đó giùm em mấy chị. Vô 2 mét, thu quẹt. Giãn cách ra đi và bây giờ thì một cái xóm trọ khác nữa, nơi đây thì có rất nhiều ca dương tính. Và ngày hôm qua thì mới hay tin là có một ca vừa mới mất. Trong đó thì ca đó cũng đang đón nhận cái phần quà của tụi mình. Hôm trước thì mình chuẩn bị cho bà con ở xóm này 104 phần. Nếu như hôm trước mà mình chuẩn bị đủ 104 phần như những gì mà bà con thông báo thì có lẽ là gia đình đó đã nhận được cái phần quà. Nhưng mà hôm đó thì sơ suất, không hiểu tại sao mình lại thống kê chỉ có 60 mấy phần thôi. Cho nên là cái xóm này đã bị hụt mất. Và hôm nay thì sẽ bù lại. Nhưng mà khi mà đến thì lại nhận được cuộc gọi có người mất. Và chính là cái hộ gia đình mà hôm nay tụi mình đến giúp đỡ. Họ bị cách ly đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ mình lại đó mình đưa ngay nhà, ngay nhà, nhà họ ra tự họ lấy. Là 6 phần. Ok. Cái nhà kia có cha chết đó. Ờ vậy hả? Một đứa con cùng. Đó là nếu mà bỏ là 2 phần cũng chồng. Ok. Con trong tầng cha bị nhiễm Covid chết rồi. Vậy hả? Trời ơi, tội với hả? Ba chị em. Ba chị em ở nhà. Nhốt luôn. Nhốt trong nhà luôn. Cho ngày đường luôn. Ông bà thân thương và các bạn, hôm nay thì chị muốn phát quà thứ ba của nhóm em. Thì ở đây là có 42 phần tổng cộng là 36 phần ở đây, còn lại 6 phần khu cách ly. Thì em nhóm em sẽ đại diện cầm tới nhà cho họ bỏ 6 hộ đó, họ khỏi cần ra đi nhận. Và em xin đại diện ở nhóm là trích ra 1 triệu đồng phần tiền ở đây để gửi cho một cái gia đình mà cha bị Covid nhiễm Covid chết á, bây giờ còn lại 3 đứa con ở đó đó thì nhốt lại á. Em xin đại diện ở nhóm trích ra 1 triệu để gửi lại cho em, mấy em đó. Hai thiếu rồi đó.
Từ từ đây lấy cho lò phiếu nào rồi, ấy phiếu đó, thu phiếu đó đây anh ơi. Đó, anh là hai phiếu rồi đó. Từ từ đi anh, từ từ đi. Đúng rồi, ở đây nhé, tối đi. Chúc anh nhé. Phiếu cái mình bốc vô luôn. Bỏ xuống đây cho tôi nhận đấy. Xéo luôn đi. Cái này sao lại chắc là bỏ phát phiếu quá. Vậy cho nó làm anh. Đúng rồi, hết đầu về anh. Đúng rồi. Vậy nó khỏi lộn. Tại hổm có hóc phiếu mà nói hết. Đây, một phần. Thả lên. Từ 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 đi. Rồi, đủ, rút thao. Rồi, anh trai này lên đây. Rồi, rút. Rồi. Cái này hai phiếu hả? Chưa rồi, để em tay này. Có hai phiếu đó. Để điểm thử là 2, 4, 6, 8. Họ điểm ở chỗ đâu hả? Mà mặt hai, 4, 6, 8. Đó. Nè. Đây nữa hả? Dạ, phiếu, phiếu, phiếu. Chúa tôi nó gọi tôi lên sáng chết giờ. Nè, bỏ vô đây cho bỏ đông đi. Bỏ bán nó chết à. Tôi sống dò lòng ra đây rồi, hồi nó về, tôi chúng nó vô nhà kiểm tra thôi. Rồi còn tôi phần đâu? Chưa có phần tôi nè. Tại ông thấy sao mà không đủ ông nhìn á. Nè. Rồi. Rồi, từ từ cho tao lấy vô đi, từ từ lấy vô hết đi. Rồi. Đây qua đây. Đi qua bên này đúng rồi. Đúng rồi, để đây cho đủ rồi, để vậy là nó thiếu á. Thiếu đồ người ta đó. Để đó. Mọi người đứng, mọi người tụ tập luôn rồi. Mọi người kìa ông đó. Mọi người kìa. Rồi, rút thao. 2m, 2m, rồi mẹ mày. Đủ. Còn ai còn phiếu này nữa không? Ba mẹ nó bỏ nhau rồi. Mấy mấy anh em? Ba anh em trong đây. Một đứa bị tâm thần. Một đứa bị tâm thần. Nên là đâu khác bỏ lại. Rồi rồi ba nó sửa xe đây, giờ ba nó bị vương dương tính hả? Ừ, chết. Rồi ba nó chết rồi hả? Chết mấy bữa. Trời ơi. Giờ nó không dám ra. Để kêu mama nó giờ nó kêu vậy hả? Cái hộ đó, chán mới vô đi cách ly hết rồi. Con Nguyên nó chở đây rồi. Nè. Đưa đi luôn hả? Ừ, đây hai hộ nè, thằng sửa xe với con cái tâm á, cùng á là ở khúc nhà trong á. Đi hết rồi ba, hả? Ừ, ba nó chết trong nhà nó luôn á. Ừ, đi hả? Bây giờ sáng là công an xạo á nè. Đưa đi luôn rồi. Vậy hả? Nó bị tâm thần, nó bị khùng khùng á. Ừ, về đưa đi hết rồi. Ba nó chết giờ đưa đi hết rồi hả? Dạ. Mới đưa đi hồi sáng luôn nè, mới vô hổ ông anh, tại em gỡ xe em đây. Mấy người ngoài trước á là em đi ngang em thấy người ta khổ với bà què nãy á, bà đứng ra đó bà nói trời ơi, giờ sao? Giờ sao cho bà? Thôi về để anh xe anh đi cho anh trả đi chứ để đây. Còn có hai, anh nói mấy hộ cách ly đâu kia? Có mấy hộ đây nè, anh biết. Bốn hộ đây. Thì đó, có cho bốn hộ đây đó. Còn ý anh, hỏi anh hai cho hai người cách ly này ở trong kia hồi nãy á, anh nói á. Là anh biết không? Biết chứ. Chứ có hỏi vậy đó. Đây là 4 hộ nè. Có gì đây là 2 hộ. Nếu có gửi dạ. Dạ. Ừ, gửi 4 hộ này đi. Bây giờ này đi đi về xe đi. Vậy đó em, được rồi. Không quay theo cái bài chụp tới chính màn hình.
nửa phần một phần vậy đó nha. Rồi còn anh đó thì đưa cho anh đó giữ giùm cái bàn kia phải không? Ừ. Rồi lại anh lại lấy bỏ xe anh giùm luôn đi anh. Anh giữ xe trong đây nè. Cái hả? Ta đi ngang á gặp cái bà què mua nước bà uống hoài nó chổng khổ lắm. Chú làm từ thiện chú xin giùm tôi ở đây đi. Ông mới thấy dân vậy ông khổ ông xin giùm mà làm vậy đó. Gạo luôn. Quá buồn. Chứ đâu gửi xe chổng không gửi xe. Hồi nãy chị nghe vợ em nói thì chị định là trích ra 1 triệu cho cái hộ đó đó. Em mà ba nó chết á, nó bị tâm thần, ba rồi nó bị tâm thần đó. Mà giờ đưa đi cách ly hết rồi thì thôi đi đi. Ơi.